Quay đi con, quay ra đằng này, đi ra ngoài. Sao này kéo em vào phòng à? Ca ơi, làm sao vào được đây? Thằng kéo thằng đi à? Ồ, thích thế. Nhưng mà vào đây không mấy được, kéo ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. À, đứng rồi, đẩy ra ngoài, chính xác. Nào, kéo kẹp tay. Mở ở dưới, ở phía dưới đấy. Đúng rồi. Nào, đi. Sướng nhá, hôm nay si được anh ơ. Đã bắt đầu tranh nhau rồi đấy. Thế thôi, ca lên để cho em kéo. Ra mà giải quyết nó đi này. Bắt đầu đến. Hôm qua thì chả thằng nào chịu kéo. Hôm nay định tranh nhau kéo. Cho hai bố mẹ mày ngồi đấy cho hai thằng nó kéo. Kéo đi con. Kéo thì phải ấy chứ, lại kéo ngược thế. Cố lên. Chị ơi, cố lên. Chị ơi, cố lên. Chị ơi, cố lên. Chị đòi kéo với kinh như là mặt thằng nghệt. Thằng em kéo, kéo hai mặt. Thằng anh kiểu rất là đại ca nhá. Lúc nào kiểu nhìn, nhìn mặt rất là lạnh, lạnh lùng boy ấy. Đó là boy lạnh lùng. Còn thằng kia nó là hớn, 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 hớn. Kia là boy hình hệch. Quay lại đi con. Đây, thế đến lượt ca đây.